Mình sẽ chia sẻ với các bạn là món canh chua nhá, sấu nhá, ăn mùa hè này. Canh chua sấu này mình sẽ làm rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo hoặc cái nồi này. Chúng ta sẽ phi thơm hành thơm lên để mình xào cà chua. Và cái nguyên liệu để nấu kèm hôm nay các bạn có thể dùng đầu cá này, thịt băm này, hay là đậu hũ nếu chúng ta làm chay mà lấm. Còn đây là mình sẽ dùng mọc hay là giò sống để mình làm cái canh chua này. Mình sẽ cho một chút dầu ăn vào và phi thơm cái phần hành tím lên để cho hành của chúng ta thơm lên. Rồi sau đó mình sẽ xào cà chua để tạo màu và tạo vị ngọt thanh mát và chua. Rồi sau đó dùng thêm vài quả sấu xanh nữa. Sấu mùa này rất là nhiều, mình sẽ dùng thêm khoảng 3 quả sấu vào nữa để mình tạo vị chua thanh cho cái món canh chua này nhé. Cái nguyên liệu thì vô cùng đơn giản, nhưng mà khi mà chúng ta biết cách chế biến ấy thì mình sẽ có một cái phần canh chua cực kỳ ngon và hấp dẫn cho gia đình thưởng thức ấy. Đấy ạ, sau đó mình dùng nước lọc thôi, hoặc là các bạn cũng có thể dùng nước dừa hay nước ninh xương đều được. Còn đây mình dùng nước lọc mà này này, và nêm thêm chút muối vào và tí cho thêm hạt lêm nữa vào là được. Rồi trong khi chờ đợi thì mình sẽ cho luôn mọc vào để mình cho mọc nó chín từ từ ấy. Đấy, mọc hay là giò sống nhé. Đây mình mua sẵn ngoài chợ như này, một cái ô mọc này khoảng 25 đến 30 nghìn, thì mình cứ cho vào như thế này, đun cho lửa to để cho cái mọc này nó chín nhé. Nên nó sủi lên khoảng 2 đến 3 phút là được. Nó khi cái mọc nó chín thì chúng ta lên nếm lại gia vị. Rồi các bạn cho mình thêm rau thơm lên trên khi mà mình múc ra ấy. Và bây giờ khi mọc nó sôi nên nó chín ấy, thì chúng ta sẽ múc ra. Còn bây giờ trong khi chờ đợi này thì mình cho thêm 2 đến 3 quả sấu vào. Mình sẽ để cho nó sôi khoảng 2 đến 3 phút rồi dầm sấu ra để cho cái nước sấu nó sẽ tạo cái vị chua thanh mát cho cái món canh chua này nhé. Sấu này là sấu non nên hạt của nó rất là nhỏ nhỏ và thậm chí ăn được cả hạt, cho nên mình không cần bỏ hạt cũng được. Đây ạ. Mùa này mùa sấu miền Bắc mình rất là nhiều. Các bạn cứ thử làm cái món canh chua như này xem, chúng ta ăn với cơm trắng cực kỳ hợp, và nếu mà có thêm bát cà muối nữa thì lại rất là ngon ấy. Đây ạ. Nhà mình thường thường làm cái phần canh chua này để cho cả nhà thưởng thức vào mùa hè. Nếu các bạn thích thì hãy làm như này. Và có thể thay, không thích ăn thịt thì chúng ta có thể là thay thay bằng đậu và lấm hoặc là trứng cũng được. Còn nếu mà muốn ăn đơn giản mà nhanh mà vẫn có thịt như này thì mình dùng ít giò sống như này, hoặc là ít thịt băm cũng được, hay là thịt xay đấy ạ. Rồi rắc thêm ít rau thơm lên trên như này, các bạn thấy không, hành lá rau thơm rất là ngon, rau mùi miết các thứ lên này, mình có một món canh chua cực kỳ ngon và hấp dẫn trong mùa hè này. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình, đừng quên đăng ký kênh rồi chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.